Lệ Quyên từng khẳng định mình hiền khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Đến nay cô lại lên mạng bóng gió ai đó cà chớn với mình và lại nhấn mạnh bản thân không hề hiền lành. Khán giả vô cùng nhức đầu với động thái này của cô. Mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải story ẩn ý trên trang cá nhân. Nữ hoàng phòng trà đăng ảnh ngồi trên xe hơi và đính kèm status: "Tớ chưa bao giờ nói tớ hiền, chỉ là rất biết điều thôi. Cà chớn với tớ thì sai á, tớ như cái máy MRI, nhìn thấy từng tế bào nha, nên là ớn ăn khúc này chút thôi." Hành động này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và khiến người hâm mộ nổ ra cuộc bàn luận, đồn đoán về đối tượng được Lệ Quyên ngầm nhắc đến. Hiện tại, danh tính của nhân vật này vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Đây không phải lần đầu Lệ Quyên có những động thái bóng gió trên mạng xã hội. Xuyên suốt mùa thi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, cô được mệnh danh là nữ hoàng bóng gió, bà hoàng status, chị đẹp story. Tuy nhiên, bài đăng này lại trở nên được chú ý hơn bởi lẽ cư dân mạng đào lại phát ngôn cách đây 3 tháng của Lệ Quyên khi cô thừa nhận mình rất hiền. Cụ thể, trong tập 4 của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, sau khi Lưu Hương Giang chia sẻ câu chuyện bị bạn bè bắt nạt khi còn nhỏ, Lệ Quyên cùng các chị đẹp khác cùng lắng nghe và trao đổi. Do lớn lên từ bé cùng Lưu Hương Giang, nên Diệp Lâm Anh khẳng định với Lệ Quyên rằng Lưu Hương Giang rất hiền và suốt ngày bị bắt nạt. Lúc này, Lệ Quyên mới trả lời Diệp Lâm Anh, cô nói: "Chị cũng hiền, hồi bé chị hiền lắm nhưng chị không bị bắt nạt như thế." Thanh Ngọc ngồi kế bên hỏi bồi Lệ Quyên: "Hiền thiệt không chị?" Và sau đó Lệ Quyên khẳng định: "Chị hiền lắm, chị nói thật, mẹ còn tưởng chị tự kỷ mà." Phát ngôn bất nhất chỉ sau 3 tháng của Lệ Quyên khiến nhiều người khó hiểu. Trong năm 2023, Lệ Quyên gây bất ngờ khi đồng ý góp mặt trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Bên cạnh những phản hồi tích cực thì Lệ Quyên nhiều lần gây bão truyền thông vì những câu từ bóng gió trên mạng xã hội. Cô còn tố ai đó đang cố tình vùi dập sự nghiệp của mình. Nhiều người suy đoán cái tên đó không ai khác chính là quán quân của Chị Đẹp Mùa 1. Sau khi chương trình kết thúc, hai người cũng không có bất cứ tương tác nào, thậm chí còn xịt keo khi đứng cạnh nhau, khiến khán giả chắc nịch khẳng định sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa cả hai. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên viết: "Lượng công việc dày đặc liên tiếp, di chuyển các nơi, thiếu ngủ, sâu thường hát rất nhiều. Quyên vẫn nghĩ trong thời buổi khó khăn này, Quyên quá may mắn khi được bận rộn như thế nên luôn cố gắng chạy, chạy và chạy. Nhưng lần đầu tiên, đêm qua, trước khi lên sân khấu, Quyên có cảm giác muốn ngất đi vì đuối quá. Chúng ta, suy cho cùng, ai cũng vì cuộc sống mà phải miệt mài cố gắng. Lao động chân chính, lương thiện thì đi đôi với mồ hôi nước mắt cũng phải. Chúng ta mong muốn, mưu cầu sự thành công cho bản thân để kiếm sống, để tạo dựng sự nghiệp thì người khác cũng thế. Nếu bạn chưa may mắn thành công, cứ đam mê và nỗ lực đi. Bạn vì bản thân thì tốt rồi, nhưng từ trong suy nghĩ, bạn đừng tổn hại đến người khác. Người ta cũng giống bạn, đang mỗi ngày cố gắng để mong được may mắn thành công. Vô tình tổn hại đã tệ rồi, cố tình vùi dập thì nghiệp báo gánh sao cho hết, người làm, trời nhìn. Là ai đi chăng nữa cũng chỉ để cuộc sống bình an, hạnh phúc, có một giấc ngủ thật sâu sau mỗi lúc lao động mệt mỏi về nhà. Nếu không chỉ là tồn tại lai lắt, không phải sống."